Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tương quan quyền lực giữa Tổng Bí thư và tân chủ tịch nước. Ngày 7 tháng 7, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt bình luận, quyền lực Tô Lâm lớn cỡ nào. Tác giả đề cập đến việc Bộ Chính trị phân công ông Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ của Đảng ủy nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025 và bình luận. Vậy là chủ tịch nước Tô Lâm Tuy ngồi trên tứ trụ nhưng vẫn sẽ nắm rất chắc bộ công an ở bên dưới qua ba kênh là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh theo hiến pháp là ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tức bộ chính trị và phân công và bộ trưởng quan là dân hưng yên là đệ tử ruột của tô đại tướng và đây là hình bài bình luận trên blog hoàng trường voa tác giả dẫn lời nhận định của bà ishikuka từ viện kinh tế phát triển Zetro, nhật bản nói rằng Việc ông Tô Lâm duy trì ảnh hưởng tại Bộ Công an sẽ là một trong những yếu tố then chốt quyết định liệu ông có thể trở thành tổng bí thư hay không. Tác giả nhắc lại việc Tô Lâm thành công đưa Lương Tâm Quang lên Bộ trưởng Công an và cài cắm Nguyễn Duy Ngọc là chức chánh văn phòng Trung ương Đảng và nhận định rằng trên lý thuyết, quyền lực Tô Lâm không phải là vô đối mà được cân bằng và kiểm soát bởi các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Đảng và nhà nước Việt Nam nhưng qua những đợt 6 bài trên thực tế, các lần đánh lấn của Tô Lâm đều thành công mỹ mãn. Tác giả bình luận, quyền lực của tân chủ tịch nước trong mối tương quan của Tổng bí thư có lẽ là một trong những ẩn số lớn của cuộc chiến cung đình và hai xu hướng trái ngược. Tô Lâm là công cụ của ông Trọng hoặc Tô Lâm là phản đột. Tuy nhiên, theo tác giả, trong cơ cấu quyền lực hiện tại của đảng, Tổng bí thư vẫn là vị trí quyền lực cao nhất. Trong khi đó, tân chủ tịch nước phụ thuộc nhiều vào sự đồng thuận trong Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, nơi mà Tổng Bí Thư có tiếng nói quyết định. Mối tương quan quyền lực giữa tân chủ tịch nước với một Tổng Bí Thư cao tuổi và bị bạo bệnh có thể sẽ thay đổi tùy theo các yếu tố chính trị, sự ủng hộ trong nội bộ cũng như các quyết định cá nhân của các thành viên khác trong Trung ương và Bộ Chính trị. Và đây là hình tổng trọng và tô chủ tịch. Tác giả nhận định, dù có tăng cường bắt bớ, tân chủ tịch nước Tô Lâm vẫn khó trở thành nhà độc tài. Nắm giữ vị trí thứ ba trong bộ tứ, Tô Lâm đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan cả về đối nội lẫn đối ngoại. Theo những rò rỉ từ nội bộ, một mặt tân chủ tịch nước muốn các phe phái tạm hưu chiến để chuẩn bị cho đại hội 14. Nhưng sau những chiến dịch đốt lò kinh thiên động địa vừa qua, thì đây không còn là nhiệm vụ dễ dàng. Mặt khác, tân chủ tịch nước cũng phải tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu trong bộ chính trị đề xuất với tổng trọng nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Tác giả dẫn một nguồn nội bộ cho biết, tân chủ tịch nước Tô Lâm đang lên kế hoạch cho một số hoạt động đối ngoại để ra mắt quốc tế. Có tin Tô Lâm sẽ sang Lào vào ngày 9 tháng 7 và đi Campuchia ngày 10 tháng 7 tới. Nếu đúng thì đây là quyết định tập thể của Bộ Chính trị và nằm trong định hướng đối ngoại lớn của đảng thăm Campuchia trong bối cảnh cha con nhà Hiu Sen đang quậy hết cỡ cũng là thách thức cho tân chủ tịch nước. Yếu tố bất ngờ chưa biết được là tân chủ tịch nước sẽ có mũi đột phá nào trong ban giao với các cường quốc hay không. Tác giả cho rằng quyền lực câu chuyện ngàn xưa ấy bao giờ cũng mới. Vị trí chủ tịch nước chưa bao giờ bất ổn như thời gian qua. Trong bối cảnh ấy, quyền lực của Tô Lâm cũng chỉ là tương đối và đến phút này vẫn khó tiên lượng một cách chắc chắn quan hệ giữa Tô Đại Tướng với Tổng Bí Thư, cơm có lành, canh có ngọt, cho tận phút chót của vở diễn hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tương quan quyền lực giữa Tổng Bí Thư và Tân Chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hậu quả của việc tăng cường an ninh chế độ là việc thể chế bị công an hóa. Ngày 5 tháng 7, AFI tiếng Việt bình luận đảng đối diện với những thách thức thế nào của tác giả Doãn An Nhiên. Theo tác giả, thực tế chỉ ra thể chế ngày càng có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, nhưng nghịch lý tăng trưởng kinh tế nhanh nhờ động lực thị trường và tham nhũng tràn lan đang đặt ra những vấn đề mới phức tạp cho cải cách thể chế ở Việt Nam. Trong đó, thể chế chính trị phải tương thích với kinh tế thị trường. Tác giả nhấn mạnh, tăng cường an ninh chế độ đảng cho rằng đó là giải pháp củng cố đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, sự tác động đến tăng trưởng kinh tế thế nào là vấn đề thách thức to lớn. Tác giả đề cập đến đánh giá của Quốc hội khóa 15 cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% đến 7% trong nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Để kích thích tăng trưởng, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ phục hồi, nhưng hiệu ứng của chúng không được như mong muốn. Chẳng hạn, chính sách hỗ trợ 2% thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp đã phải tiếp tục gia hạn thêm hay kích cầu du lịch cũng không tác động nhiều. Trong khi đó, lạm phát có xu hướng tăng, việc tăng lương công chức, hưu trí tăng kinh phí an ninh quốc phòng cũng góp phần gia tăng áp lực. Tác giả nhắc đến việc, vào việc nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ, những tập đoàn khủng của Mỹ hăng hái đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhưng rồi phần lớn đã ra đi thầm lặng. Thay vì Việt Nam thì Indonesia và Malaysia đã được lựa chọn. Báo mạng Investor được Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Việt Nam cảnh báo rằng những tập đoàn toàn cầu lớn gồm Intel, LG Chemical, Earth, Samsung và SMC đang bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào những nước khác hay đang xem xét không đầu tư thêm vào Việt Nam. Trong đó, khung pháp lý lỗi thời của chính phủ là một trong những nguyên nhân khiến những tập đoàn khổng lồ toàn cầu từng đề nghị đầu tư lớn vào Việt Nam đã bỏ qua để đầu tư vào những nơi khác. Vì vậy, việc giữ chân họ là nhiệm vụ quan trọng. Tác giả cho rằng, cách tiếp cận thể chế ngày càng quan trọng để cải cách thúc đẩy tăng trưởng. Để tăng trưởng bền vững, phòng chống tham nhũng là cần thiết cấp bách. Nhưng việc tạo dựng khung khổ thể chế mang tính nguyên tắc cho thị trường hoạt động là cơ bản lâu dài. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khởi xướng công cuộc đốt lò. Trong cuộc đốt lò do Tổng trọng chỉ đạo, những năm gần đây, hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đã bị điều tra liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng trong đó gây xáo trộn nhân sự lãnh đạo chấp bu là chưa từng thấy. Và hiệu ứng phụ là các quan chức chưa bị lộ sợ thành củi, hoạt động kinh tế chậm lại. Thiết lập lòng thể chế để nhốt quyền lực theo quy định vận hành trong bối cảnh thị trường mới là giải pháp chính sách cơ bản. Đây thực sự là món nợ cải cách mà đảng cam kết với toàn dân. Tác giả dẫn nhà khoa học chính trị Yun Yun An tại Đại học Michigan, Mỹ đã chỉ ra một thực tế ở nền kinh tế và chế độ chính trị Trung Quốc tương đồng với Việt Nam, cho rằng trong thời kỳ Hoàng Kim thì tăng trưởng bùng nổ nhưng đồng thời với tham nhũng tràn lan nghiêm trọng. Và khi chiến dịch chống tham nhũng căng thẳng thì không những làm sụt giảm tăng trưởng mà còn gây ra rối loạn xã hội, suy yếu quản trị nhà nước, thậm chí là nguy cơ sụp đổ chế độ. Tác giả nêu vấn đề, qua thời kỳ Hoàng Kim, Trung Quốc bước vào thời kỳ thoái trào, Việt Nam học tập thế nào? Chiến lược an ninh chế độ có nguồn gốc Trung Quốc đang chứng tỏ việc vận dụng trong điều kiện đặc thù Việt Nam. Họ là cường quốc, ta là nước nhỏ, cũng là thách thức không nhỏ. Khi hậu quả nhãn tiền là chế độ đã bị công an quá, sự quá thái chuyên chế sẽ hủy hoại sự phát triển đất nước và dân tộc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hậu quả của việc tăng cường an ninh chế độ là việc thể chế bị công an quá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.